Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ngày 16 tháng 8 năm 2024, tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị với Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, trình độ cử nhân luật an ninh. Thượng tướng Lương Tam Quang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh từ tháng 6 năm 2024. Trong quá trình công tác, Thượng tướng Lương Tam Quang từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong lĩnh vực an ninh, làm trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2012, ông làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an khi mang cấp bậc hàm Đại tá. Ông được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng vào năm 2014. Đến tháng 9 năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an và được thăng cấp bậc hàm Trung tướng vào tháng 1 năm 2019. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an và kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra một năm sau đó. Ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng vào tháng 1 năm 2022. Tháng 6 năm 2024, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư Trung ương gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê quán ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, trình độ chuyên môn thạc sĩ luật, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông Nguyễn Duy Ngọc từng giữ các chức vụ Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC27 Công an thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra PC44, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 15 tháng 8 năm 2019 và giữ chức vụ này trong gần 5 năm. Ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng từ tháng 12 năm 2023. Đầu tháng 6 năm 2024, ông Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết sinh năm 1966, quê quán huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, trình độ cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông được thăng quân hàm Thiếu tướng vào năm 2016, Trung tướng vào năm 2020 và Thượng tướng vào tháng 8 năm 2023. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết từng có nhiều năm công tác tại quân khu 2, trải qua các chức vụ Phó Chính ủy Quân khu, Chính ủy Quân khu, Bí thư Đảng ủy Quân khu. Tháng 4 năm 2021, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 6 năm 2024, ông được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí sinh năm 1960, quê quán huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, trình độ chuyên môn cử nhân luật, Đại học An ninh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Trước khi ra Trung ương công tác, ông Lê Minh Chí có thời gian dài gắn bó với thành phố Hồ Chí Minh, từng công tác tại Công an thành phố Hồ Chí Minh, rồi giữ chức Phó trưởng phòng Tham mưu An ninh, rồi Phó trưởng phòng A12B, Thư ký Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó ông làm Thư ký Chủ tịch thành phố, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, rồi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 11, quận 1. Ông giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 4 năm 2013, rồi ra Trung ương làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trong 3 năm. Đến tháng 4 năm 2016, ông Lê Minh Chí được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và giữ cương vị này từ đó đến nay. Ngày 16 tháng 8 năm 2024, tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an. Như vậy hiện nay, Bộ Chính trị khóa 13 có 15 ủy viên, danh sách như sau. 1. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. 2. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính. 3. Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn. 4. Đồng chí Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư. 5. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 6. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. 7. Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. 8. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 9. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 10. Đồng chí Phan Văn Giang, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 11. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. 12. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 13. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội. 14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 15. Đồng chí Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.